tôi không muốn ở cái nhà này thêm một chút nào nữa. Còn không thèm níu kéo mình á. Đã thế sắp giao thừa rồi, sao cô không về nhà mà lại ở đây? Em làm gì có nhà mà về à chị? Quê thì xa mà ở trọ chán lắm, nên em ra đây hóng gió ấy mà. Thế còn chị? Cãi nhau với chồng. Cãi nhau với chồng á? Thế chị định về không? Có chứ. Đã đi rồi thì đừng có mà về. Mà đã về thì đi làm gì? Cô không phải là tôi, làm sao cô hiểu được? Thì chị cũng đâu hiểu được hoàn cảnh của em đâu. Ở nơi đất khách quê người, một thân một mình, đến một hơi ấm của gia đình còn không có. Ngày trước em cũng có một người chồng đấy, nhưng mà say xỉn, rượu chè, rồi sau cái lần bị đánh như tử đấy, đến mức phải nhập viện, thì em đã trốn đi biệt xứ đến tận bây giờ. Em cũng nhớ con lắm, nhưng em không dám về. Giờ ở đây có công việc gì thì cứ làm thôi. Bình thường cũng chẳng làm sao đâu, nhưng mà tự dưng cứ có cái ngày lễ, ngày Tết, em nhìn cái phòng trống không, em lại cảm thấy rùng mình rồi. Chị có gia đình ấy thì chị phải giữ lấy, đừng để như em. Cô nói đúng. Thôi tôi về đây. Cảm ơn cô nhé. Sắp giao thừa rồi mà cô Hiền đi đâu về muộn thế? Dạ, em vừa ra ngoài có chút việc ạ. Anh ơi, gà với bánh của em sắp xong chưa? Nhớ cài bông hồng rồi. Ai? Thế còn cô? Cô đi đâu đấy? Em. À, tôi với Huệ là đồng hương, hai đứa cũng không kiếm đủ tiền để về quê ăn Tết. Nên là tôi rủ Huệ qua nhà tôi đón giao thừa luôn. Hai người vẫn vui hơn đúng không? 1+1=1. Vậy cũng tốt. Chúc mừng hai người nhá. Dạ. À, vừa nãy em thấy có hai bố con nó tìm ai ở đằng kia kìa. Mà chắc chắn là anh nhà chị rồi chứ còn ai nữa. Chẳng ai dở hơi ở ngoài đường giờ này đâu ạ. Thôi, chị ra làm lành đi. Mà còn về ăn mừng năm mới nữa. Chúc chị năm mới vui vẻ. Em đi đây ạ. Bye bye chị. Cảm ơn cô. Chúc mừng năm mới nhá. Dạ. Chúc gia đình hạnh phúc nhá. Anh xin lỗi mình nhé. Tất cả lỗi là do anh gây ra. Sắp sang năm mới rồi, mình không nhắc lại chuyện cũ nữa. Mình về nhà đón năm mới nhé.